ra ngoài biển 5 phút thì tới đi bộ 5 phút thì tới biển. Ở Mỹ không cần phải mắc nợ gì để tốn tiền nhiều, sống giả dị là cũng là sống vui. Đây là hai cái nhà như này. Đây là khu là giá trị 50.000. Người trẻ của Mỹ và người già của Mỹ không có ai nợ các bạn. Trẻ phải lên giá đất lên 15 đồng một mét, 15.000. Một phần là 2 phần đó là 20.000. Bây giờ là 45.000 một căn một phòng và có chừng 6-7 phần. 2 phần thì kéo bên trong cái chỗ này cái này nó chào lên giá. Không phải là ai cũng sợ nợ nữa, mình đi mua cash luôn và sống không có nợ nữa. Những căn nhà chung cư này tuy rằng giá rẻ nhưng mà cũng rất là rộng, có phòng ngủ một hoặc hai phòng ngủ, phòng khách rất là rộng, phòng nhà bếp cũng rất là rộng, hồ tắm cũng rất là đẹp đẹp luôn. Ở gần chợ, trong thành thị và gần biển và một phòng ngủ. Bạn thấy là đây là một cách giản dị, chỉ từ 50.000 cho tới 80.000, có cái 45.000 đã có một căn hộ ở rất đẹp và không phải nhiều tiền. Nợ ít như vậy thì trả rất mau, mà nếu mình có tiền mặt thì mình trả luôn, hoặc là mình trả một tháng mình trả nhiều hơn thì mình mau, và chủ nhà mình cũng khỏe thôi. Người trẻ, người chưa có tiền họ ở như vậy, khi nào họ có tiền họ mua nhà, họ có tiền thì họ dọn ra ha. Còn người già thì ở đó để cho có bầu bạn, có đội nhóm, có gì người ta có làm sẵn hết, người ta cắt cỏ, người ta làm bông, người ta làm hồ tắm, mình không phải làm gì hết. Để khi giờ đi chơi, đi du lịch, chứ không có nhiều người không có muốn làm, bỏ công bỏ sức làm cho cái nhà, cho nó làm mọi cho cái nhà đó, thì họ không thích. Tức là tuổi lớn tuổi hay là tuổi trẻ mà ít tiền đó, đâu có tiền mà mời bạn bè tới để barbecue để tiệc tùng. Mà ở đây người ta cũng ít có muốn tới nhà, người khác làm tiệc tùng lắm bạn. Họ đi làm cả ngày, tối về mệt, nghỉ ngơi rồi ngày bảy nhật ở nhà dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, sống với vợ con. Họ không có thích mà đi tới nhà bạn bè đâu. Thực chắn đã họ tới nhà ba má của họ để mà thăm ba má họ là rất là bổn phận phải đi thăm thôi. Chứ còn mà cái chuyện mà rủ nhau mà bà con mình nấu nướng này kia đó là ít lắm. Mình thấy hồi đó ai như mới mua nhà mới á, thì còn thích mời bạn bè ăn nhậu, rồi ăn nhậu tới làm tiệc này, cùng sau từ từ đó là cũng mệt mỏi quá, lại tốn tiền quá thì họ cũng bãi bỏ thôi. Thank you.
không?